Câu chuyện nhân quả báo ứng. Lời nguyền cây ớt. Nàng là một người rất đết na, cho nên chồng yêu thương nàng hết mực. Vợ chồng nàng có hai người con trai, không có người con gái nào, mặc dù chồng nàng rất thích con gái. Thế nhưng gia đình nàng vẫn rất hạnh phúc, cho đến khi cô ta, người hầu ở đợi làm công, không xinh đẹp nhưng lại vừa nhú nụ đào hồng. Cô ta làm người hầu cho nhà nàng được một năm thì xin nghỉ việc. Nhưng nàng không hề biết từ khi nào cô ta đã thậm thụt với chồng nàng. Lúc nàng phát hiện ra thì mọi chuyện đã lỡ dở. Cô ta đã sinh cho chồng nàng một người con gái, mà chồng nàng lại yêu quý người con ấy hơn cả hai người con trai của nàng. Sau đó, chồng nàng mua nhà riêng cho mẹ con cô ta ở. Một thời gian sau, cô ta lại sinh thêm một người con trai nữa. Vợ chồng nàng vì thế mà cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, tình cảm dần mờ nhạt. Chồng nàng cứ bên cô ta suốt, nàng buồn bã mà không biết nói chuyện với ai, không có người tâm sự cùng. Cô ta lại thêm một dã tâm mới. Cô ta thuê một tên nhà nghèo đeo bám tán tỉnh nàng. Vì quá cô đơn, đau khổ mà nàng đã gục ngã trước bẫy tình này. Xong cô ta bày binh bố trận để chồng nàng biết được những lần nàng hẹn hò với người tình. Và rồi cô ta cùng chồng nàng bắt ngay tại trận khi nàng đang ân ái với tên người tình. Khi đó cô ta đã giả vờ năn nỉ chồng nàng, tha lỗi cho nàng. Lúc này tên nhà nghèo kia đã thật thà nói cho nàng biết về âm mưu của cô ta. Hắn nói mặc dù hắn yêu nàng thật sự, nhưng hắn không thể không làm điều này được. Vì nếu hắn không làm theo cô ta hoặc hé răng nói ra chuyện này thì cả nhà hắn sẽ bị cô ta giết chết. Nàng rơi vào tình cảnh thật trớ trêu. Nàng vì con mà phải nuốt hận vào lòng, nhẫn nhục nói với cô ta: "Xin em nói với chồng đừng bỏ chị, đừng đuổi chị đi. Em cứ sống với chồng chị. Chị chỉ cần một cái danh để được gần con và để con của chị không bị tủi hổ." Khi ấy cô ta còn xin lỗi nàng, nói lý với nàng rằng: "Em xin lỗi chị, em là người đến sau, em có lỗi với chị. Chắc là duyên số của em và anh ấy phải là vợ chồng. Em sẽ bảo với anh ấy không bao giờ bỏ chị." Nàng đã van xin cô ta rất nhiều lần để cô ta nói với chồng nàng tha thứ và đừng bỏ nàng. Nhưng thật là ghê tởm. Trước mặt nàng, cô ta khuyên chồng không được bỏ nàng. Còn sau lưng nàng, cô ta lại xúi chồng bỏ nàng. Và cuối cùng chồng nàng đuổi nàng ra khỏi nhà. Cô ta đã đạt được điều mình mong muốn, đuổi nàng đi và chiếm đoạt tài sản. Cô ta đối xử với các con của nàng rất thậm tệ. Nàng hận cô ta, hận điên cuồng. Nàng đứng trước cây ớt và phát nguyện: "Một hạt ớt lên một cây ớt, một cây ra bao nhiêu quả, mỗi quả có bao nhiêu hạt, mỗi hạt trồng lên một cây bao nhiêu quả, mỗi quả bao nhiêu hạt, thì nàng sẽ trả cô ta bằng ngần ấy kiếp. Ớt cay thế nào thì khi gặp lại cô ta, nàng sẽ cay nghiệt hơn gấp nghìn lần. Dù nàng có tan xương nát thịt thì nàng cũng theo đòi bằng được." Và nàng đã theo cô ta đến nay là 732 kiếp rồi. Chính cái tâm thâm độc của cô ta mới khế hợp được với lời nguyện của nàng. Hiện kiếp này do phúc riêng của cô ta mà cô ta được làm người, còn nàng vì nghiệp riêng mà phải đọa làm vong linh ngã quỷ. Nhưng do nghiệp oán kết chung giữa hai người nên nàng đã thành vong linh ngã quỷ theo báo oán cô ta. Trong hiện kiếp này cô ta được làm người nhưng bị thọ nhận quả báo có một cuộc sống gia đình không mấy tốt đẹp, phải sống trong những tháng ngày đau khổ vì chồng con. Kiếp này cô ta cũng chăm chỉ làm ăn, cũng kiếm ra tiền, nhưng đều bị chồng con phá hết. Chồng cô ta cặp bồ hết lần này tới lần khác, con thì chơi bời lô đề cá cược. Cuộc sống của cô ta trong kiếp này vô cùng đau khổ và rơi vào bế tắc. Còn nàng khi làm vong linh ngã quỷ, theo dòng nghiệp để báo oán cô ta, khiến cô ta bị như vậy. Vong linh còn tiếp tục báo oán để sau này cô ta còn phải bị rơi vào lưới tình, khiến cho chồng cô ta bắt gặp và đuổi cô ta đi. Cả cô ta và con cô ta đều phải chịu đau khổ như vong linh kiếp trước. Cuộc đời của cô ta luôn phải gặp những điều ma xui quỷ khiến. Tất cả những gì cô ta phải chịu trong kiếp này đều là do nhân quả mà cô ta đã gieo trồng từ kiếp trước. Vong linh sẽ khiến cô ta giống hệt vong linh ngày xưa. Vong linh khổ như thế nào thì bây giờ cô ta phải khổ như thế ấy. Đã vay thì phải trả,
vay một trả 1.000, 1 tỷ, như một hạt ớt đấy gieo xuống đất, tới khi lên cây thành quả sẽ ra vô số hạt ớt khác.